Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của CC Cỏ Hải Dương. Thì mới nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 31 tháng 12 năm 2018, cuối năm 2018 và chuẩn bị chào sang năm mới, thì em xin giới thiệu cho quý vị các bạn một mẫu xe Toyota Innova G. Đây là chiếc xe được sản xuất năm 2008 và nó là cuối 2008, đã được hoàn toàn hưởng ứng sang form 2009 và 2010. Và chiếc xe này là chiếc xe đã được lên form mới, cho nên chiếc xe các quý vị bạn có thể nhìn thấy là cản răng của xe nó đã hoàn toàn lên form mới rồi. Và na răng đúc của xe cũng lên na răng đúc của 2010, và đặc biệt dòng xe form mới này có trang bị cho mình đó chính là hai túi khí, chứ không phải là một túi khí như form 2008 quay đầu. Và chiếc xe này bọn em sẽ bán với mức giá cho anh chị và các bạn trong cái dịp cuối năm 2018 này, đó chính là 335 triệu đồng cho anh chị và các bạn có thể chốt được. Thì mọi thông tin thì quý vị các bạn hãy liên hệ cho em theo số điện thoại là 0966 668 121 để có thể chốt được chiếc xe này. Và cam kết với tất cả mọi người một chiếc xe không có một lỗi nhỏ, keo chỉ gần như zin 100% trên chiếc xe. Và máy gầm thì đại chất như những chiếc xe Innova, bao những Innova là đảm bảo với tất cả mọi người là máy gầm côn số cực kỳ chắc chắn. Chúng ta về không phải làm lại một cái gì dù là nhỏ nhất trên chiếc xe. Đấy. Giá 335 triệu đồng đã bao gồm phí rút hồ sơ và phí vận chuyển cho anh em trong khu vực miền trong, và anh em ngoài Bắc thì có thể bớt được cho tất cả mọi người tổng khoảng 5 triệu nữa. Đấy, để cho chúng ta có thể mua về để sở hữu chiếc Toyota Innova G này. Thì bây giờ em sẽ về phần ngoại thất thì chúng ta sẽ không cần bàn tới, bởi vì đây chiếc xe khá đẹp và đăng kiểm còn đến tháng 4 năm 2019. Đăng kiểm còn đến tháng 4 năm 2019. Đây, về phần sơn thì chúng ta không cần phải bàn gì thêm. Đây, quý vị bạn nhìn thấy đây. Thì về phần sơn thì chúng ta không cần bàn gì thêm rồi. Đây, xe rửa nước lã là sạch thôi, không cần phải làm lại một cái gì cả. Và chúng ta có thể nhìn thấy này. Đấy, nó vẫn còn khá đẹp. Còn đây, về phần ngoại thất của xe thì Innova G phiên bản 2008 form mới thì nó trang bị mình hai túi khí đây. Ở bên phụ của nó có một túi khí nữa. Đối với đầu 2008 thì nó chỉ có một túi khí ở phần vô lăng này mà thôi. Đây, chúng ta để nhìn thấy vô lăng 4 chấu và màn hình 3D. Và đây là con G xịn nhá, không phải là nâng độ gì nhá, cho tất cả mọi người yên tâm. Đây, về phần nội thất thì không có bị rách dưới gì cả. Và tắp ni tắp nô của nó khá là sáng. Keo chỉ của xe đây, quý vị bạn nhìn thấy này. Đây, cánh bên lái hoàn toàn là không có lỗi gì nhá. Anh sẽ quay rất là kỹ này. Ở bên trong hốc bản lề của xe cũng vậy. Đó. Gương kính chỉnh điện, tất cả mọi thứ hãng còn zin nguyên bản 100%. Đây, những con ốc của nó đây. Cửa giả đóng rất là nhẹ nhàng nhé. Đây, chúng ta để nhìn thấy này. Ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng của năm 2018 thì bán giá con Innova form mới cho anh chị và các bạn một cái giá hợp lý nhất để chúng ta có thể chốt được chiếc xe này về chúng ta phục vụ gia đình trong cái dịp cuối năm nay, và cũng để cho chúng ta mua về để nếu chúng ta có chạy dịch vụ hay chúng ta muốn kiếm ăn thì cũng có thể chốt chiếc xe này về để chúng ta sử dụng và chúng ta làm. Đây, phiên bản G xịn thì tất nhiên rồi, thì dàn điều hòa sau nó không thể nào thiếu. Đó. Và đây là cái phần răng dập xương của xe nhé. Các đinh tán của nó còn nguyên, và đây tất cả những con ốc của bàn này vẫn chưa ra một lần nào. Đây, và keo chỉ như em đã cam kết và đã nói với tất cả mọi người rồi là zin nguyên bản 100% theo xe luôn. Đây, rất là sắc nét, keo chỉ hoàn toàn là zin nguyên bản nhé, không phải là bị lỗi xong bắt đầu chạy lại đâu nhá, cho nên tất cả mọi người yên tâm. Và em quay rất là chi tiết để cho mọi người có thể xem được. Đây, tất cả những phần tắp, phần đồ nhựa của xe thì Innova nó
mà cái màu vàng sữa như thế này. Nó rất là sáng. Thấy chưa? Thì anh chị và các bạn đang có cái tầm tiền này rồi và đang có cái nhu cầu săn cái dòng xe 7 chỗ. Và đã nhắc đến 7 chỗ rồi thì cái dòng Innova là một dòng xe không thể nào để cho tất cả mọi người lãng quên được cái tên Toyota Innova. Và để sở hữu được chiếc xe này thì anh chị và các bạn liên hệ cho em ngay theo số điện thoại là 0966 668 121 để có thể chốt được em này. Và cũng là thời điểm cuối năm và bọn em sẽ hạn chế nhập xe rồi. Thời điểm này là bọn em hạn chế nhập xe rất nhiều, ở đâu cũng vậy. Những em nào chào xe là vẫn mua. Chào xe là vẫn mua nhé. Thì tất cả mọi người, thì quý vị các bạn đang có cái nhu cầu mà muốn bán bất cứ chiếc xe nào thì hãy nhắn tin riêng vào số điện thoại của em là 0966 668 121 và em sẽ chủ động điện lại và hỏi cái thông tin của xe tất cả mọi người và cho tất cả mọi người một cái giá hợp lý nhất. Ok, chốt xong là em sẽ đến tận nhà quý vị các bạn thu mua cho quý vị các bạn mức giá mà để cho mọi người không bán không bị thiệt. Ok. Đây, còn đây bên trong đây là nội thất, bảng đồng hồ của xe và tất cả mọi thứ tất tần tần. Cho đến hộp tì tay. Đồ đạc của xe nhìn khá là đều. Chúng ta nhìn đấy. Bây giờ em sẽ nổ máy lên và cho anh chị và các bạn xem qua cái phần động cơ của xe đây nhé. Máy con này cực kỳ ngon luôn mà. Máy con này cực kỳ ngon và nổ rất là chắc máy. Đây là động cơ của xe, thì anh chị và các bạn có thể nghe thấy là đây. Trước tiên thì em sẽ cho anh chị các bạn xem qua các phần dàn tập của xe nha. Đấy, dàn của xe, hệ thống dàn đầu của xe hoàn toàn là không có bị nổ cái nhiếc gì luôn này. Chúng ta thì nhìn thấy là tôn của nó và tất cả những cái đường tôn rất là ngon nha. Và là keo chỉ của xe này. Đấy. Chúng ta có thể nhìn thấy này. Đấy. Tôn vỏ rất là ngon. Duy nguyên bản 100%, máy nổ cực êm và không có dầu mỡ gì chảy ra nha. Cái này rất là chắc, không mở được. Đây, chúng ta có thể xem phần hơi thừa đóng lại cũng được. Máy rất là chắc và khỏe. Cam kết với mọi người là máy không ngon trả lại xe, tặng xe luôn. Máy không ngon tặng xe luôn. Máy nổ rất là êm. Đấy, và chắc máy gần như chúng ta cảm thấy là không có độ rung luôn. Không có cái độ rung của máy động cơ luôn. Chúng ta đặt cốc nước ở trên đây, thậm chí nó chỉ rung váng thôi, nó không bị xê dịch đâu. Thế là để cho anh chị các bạn biết được cái máy của con này như thế nào. Đó. Và bản thân của chiếc Innova G208 mà em đang quay cho quý vị các bạn xem đây là cái côn số của nó cực kỳ nhẹ nhàng nhá. Đấy, chúng ta vào số chạy thử này. Chúng ta chỉ cần hơi nhích côn ra một chút thôi là xe đã bám cực kỳ chặt và không tạo cho chúng ta một cái độ rung. Rất là chắc máy và trợ lái nhẹ, rất đều. Côn số của nó là rất là ngon. Chúng ta mua về là chúng ta chỉ việc việc đi thôi, chúng ta không cần phải bảo dưỡng bất cứ một cái gì nữa cả. Về vấn đề bảo dưỡng thì chúng ta không cần phải bảo dưỡng. Các bạn thấy về vấn đề bảo dưỡng thì các bạn yên tâm nhé, không cần bảo dưỡng một cái gì cả. Thay dầu mỡ mà chúng ta chạy rồi. Đường rất xấu như em chạy, như quý vị bạn có thể nghe thấy cái độ ồn mà bên ngoài nó dội vào. Thì để mà nói về phần cách âm thì Innova G nó một dòng xe cách âm tuyệt vời. Và hơn thế nữa là cái bản thân của con xe này là gầm bệ của nó rất là chắc chắn.
Và em xin nhắc lại thông tin một lần cuối để chốt được chiếc xe này thì quý vị và các bạn, mọi thông tin nhé, thì anh chị và các bạn hãy liên hệ cho em theo số điện thoại là 0966 668 121 để có thể chốt được em nói nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video lần sau. Xin chào, cảm ơn.